Năm đây là 2000 là với lại cái IE ban đầu. Đây là phần đặt bảng này. Thì có người dùng sẽ nhập họ tên mình vào. Tên dài hạn không? Người dùng sẽ phải nhập đủ thì nếu không là bọn em sẽ gửi lại cái xin lỗi để đọc đòi hỏi. Và tất nhiên là bọn em là đặt thì cái phần mềm này thì cũng không phải dễ dùng cho lắm, cho nên là nếu có khăn thì có thể liên hệ trực tiếp nhé ở đằng sau. Nếu dùng đa thu nhỏ hay người dùng sẽ đặt món. Đặt vài cái ra tập tiền sẽ được hiện ra và dùng có thể giảm món và đặt phần món. Và sau khi người dùng đăng nhập xong thì sẽ yêu cầu khách hàng đặt cọc một khoản tiền để tránh khách hàng ảo. Đồng thời thì cũng sẽ cung cấp cho người dùng một mã khách hàng để nếu có cần thiết thì người dùng có thể liên hệ với nhà hàng để có thể thay đổi cái order của mình. Và chúng ta sẽ quay lại trang chủ. Click vào đây. Có ý được link rồi. Tiếp theo là đến phần thực đơn đặt quà như là phần thực đơn thì ở đây nó sẽ có hiển thị ra các cái món ăn ở trong nhà hàng. Thì ở đây còn có một cái menu con là để người ta chọn theo loại món ăn. Thì nó sẽ hiển thị ra danh sách những cái món ăn trong cái loại món ăn đấy. Thì và khi mà nó ở đây thì có một cái chức năng là đặt hàng thì sẽ hiển thị ra một cái form để khách hàng thể đặt mua và khi đấy thì hệ thống sẽ lưu vào và sẽ đặt món đặt và ship về tận nhà. Em có ABC chữ email. Chưa có JavaScript để kiểm tra cái sâu này. Cái đấy thì cũng làm thì cũng được thôi nhưng mà bây giờ làm thì cũng lười lắm. Số điện thoại có tách chưa? Có số chưa? Dạ. Số điện thoại có số chưa? Số điện thoại là theo tách ạ. Không theo số ABC được. Dạ có, tại vì em chưa làm cái chức năng đấy. Chính ra thầy dạy cái này nhiều rồi mà nhóm mình cũng chưa vào, chưa lên đấy được. Không. Đó. Thanh toán, sau khi thanh toán thì sẽ quay về cái form thực đơn. Bên chức năng khuyến mại thì sẽ hiển thị ra tất cả những cái tin khuyến mại trong hệ thống. Thì khi mà ấn vào đọc tiếp thì nó sẽ hiển thị ra chi tiết của cái tin khuyến mại. Có đọc tiếp. Và phần admin. Em để view 100% chưa? Sao trong chữ đẹp tí? Em để rồi ạ. Đấy, bây giờ là 100%. Đấy, em nhìn trong này. Cái chức năng như là em thì em mới làm ba chức năng chính là quản lý đặt món, quản lý món ăn và quản lý bài viết. Thì trong quản lý bài viết ấy, thì có hai cái là có quản lý loại tin và quản lý bài viết. Thì quản lý loại tin thì có các cái loại tin có cái danh sách các loại tin để sau này mình
kỳ thị ra bên ngoài cái giao diện, mình chọn các cái bài tin mình ghép vào nó